Hello, em xin chào tất cả các cô chú anh chị em đã quay lại với kênh Hiếu Mán nha. Dạ hôm nay là em cập nhật cái trại chó của em ạ. Cập nhật cái tình hình trại chó của em có con nào, còn con nào, sót về con nào và chuyển con nào rồi. Và cái tình hình trại của em. Đấy. Đây. Tình hình trại đây. Và đây hiện tại em đang hai anh em đang xây thêm cái ba cái chuồng ngăn chuồng mới. Và sửa tiếp lại cái chuồng cũ này. Đấy, đây hôm qua em hai anh vừa mới xây cái thêm được cái ba cái ngăn này. Đấy. Và cái sửa lại cái chuồng cũ, chuồng trại này ngăn thêm mấy ô nữa. Đấy, cho nó rộng rãi ra. Rồi, ok, em tập trung vào mấy cái con chó em cập nhập này. Con đực xù vẫn còn này. Đấy, hôm qua về con cọc cái này. Kia hôm qua về con cọc cái này. Em lên video cho mọi người rồi đúng không ạ? Đây, con này đây. Đấy, vừa thả nó vào đây nó nghịch, nó nhảy nhô sướng này. Đấy, hai con này trưa nay em vừa lên video đấy. Đấy. Đây. Và tiếp em mới về thêm cái con đực này. Con đực này là cháu nội của Lukaku này. Con này này. Đấy. Đây nha mọi người nhìn này. Nhìn nhá, cháu nội Lukaku nhá. Nhìn cao ráo thoáng đẹp chưa? Nhìn cái mặt không lệch lạc cái đâu này. Đây này, không lệch đi đâu cái mặt nó này, không lệch đi đâu luôn. Con này đốm lưỡi này. Đấy, ủa đốm nhiều thế. Đấy, không lệch đi đâu cái mặt của dòng nhà Lukaku này mọi người ạ. Đấy. Đấy. Đấy, không lệch đi đâu nhá. Đấy. Còn cái con cộc cái này em nói mọi người rồi này, con cộc cái này nó là dòng con cộc cái đây này, con cộc cái này em vừa thả vào đây này, nó là dòng bố, nó dòng của dổi nhá, mẹ nó là dòng của nhà kép nhá. Đấy. Đấy, đây hai con cộc này giống hệt nhau luôn, một con dòng Lukaku. Kìa, con kia mà còn không bắt được nó kìa. Con lốp này. Con lốp này lông kinh khủng chưa kìa. Đấy. Ông anh ông đang bắt để xích nó vào, nó hay cắn bọn chó con để xích riêng nó vào. Đấy, đây con cộc đen này. Đây con cộc đen này mọi người. Mặt kìa, mặt nhanh nhanh chưa? Mặt lanh chưa này? Mặt lanh chưa? Này, đấy. Đây, nhìn này, nhìn số lượng này, đấy. Đấy, nhìn số lượng đông này. Đấy, nhìn nhá, nhìn con lốp này, lồng khủng kia này. Đấy. Hiện tại là những con cái là bọn em giữ lại hết nhá. Như con này này, không chuyển nữa này. Đấy, như con này này. Em bảo khi nào nó được 120 triệu em mới chuyển này. Đấy. Còn không là em cứ để lại gây giống nhá. Đấy con này. Đấy. Đây và con đực giống này cũng không chuyển nữa này. Đấy. Quyết định là hai anh em thống nhất là không chuyển nữa này. Đấy. Cái hiện tại trại em đang có 5-6 con cái rồi. 5-6 con cái rồi. Còn cái bọn bé bé này là chuyển này. Đây. Như con này này. Như con này là chuyển này. Đấy. Con này đẹp cực luôn này. Màu tím luôn này. Đỏ đậm luôn này. Đấy. Đực nhá. Mặt rất xinh luôn này. Mặt rất xinh, rất cute luôn này. Đấy. Đây, 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 đây. Tai sắp dựng rồi đấy. Nào, xem nào. Ui, 4 cân rồi đấy. Tầm khoảng 4 cân đấy mọi người. Này, xem cái răng. Xem đúng lưỡi không này. Ui, đúng lưỡi này. Đúng lưỡi này. Cồn lành lắm này, đấy. Cồn lành lắm. Đây có con vàng này. Con vàng nó chuyển giá nhẹ nhàng hợp lý cho mọi người này. Vàng bác hồ xù này. Mặt nó cũng không phải đây này. Đấy, con này mọi người nuôi tầm này nó đang xấu. Mọi người phải chờ hết đợt thay lông này, lông nó dài lắm nhá đây này. Đấy. Đây, lông dài lắm này. Đấy. Đực nhá. Đây, lông dài đực. Đấy, con này này, dòng Lukaku này. Đấy, bán mấy con nhỏ nhỏ này thôi. Còn bọn nhỡ nhỡ kia là không chuyển đâu nhá. Đây này, có con vàng này bán này. Mọi người xem cẩn kỹ con từng con em quay con vàng đực này, bác so xù này bán này. Con cọc dòng Lukaku này bán này. Đấy, còn con cọc bản này bán này. Đây, đấy. Đấy, một mình chơi mình. Đấy, thêm một con cọc nữa này. Đây, thêm con cọc này nữa mọi người ạ. Đây con cộc này nữa, con cộc này không phải con cộc nhỡ vừa rồi nhá, hai con này khác dòng nhau nhá. Đây này. Đấy. Con cộc con bé này cũng là đực này. Trắng với sợi ngực này. Đây.
Đấy, nghịch chưa kìa. Đấy, con cái đen này không bàn không chuyển này. Con cái đen để lại giống này. Đây. Cái đen để lại giống này. Đây con cọc này, con cọc này dòng Lukuku là đỏ tuyền này. Còn con cọc này thì là dòng khác này. Dòng khác mới chuyển hôm nay về này. Đấy, thì là hai con khác nhau nhá mọi người nhá. Đừng nhầm nha, con đỏ hơn này thì là trắng một ít ở ngực, còn con đỏ đậm sô cô la kia là đỏ tuyền nhá. Đốm lưỡi nhá, hai con đều đốm lưỡi. Đây là cái khoang này. Cái khoang này. Cái khoang này nếu mà có nhu cầu thì em chuyển này. Đấy. Đấy, hiện tại chợ chó trại chó là có bọn này. Con cọc đen chuyển này. Đấy, con cọc đen chuyển này. Cọc đen chuyển này. Đấy. Lốp này, con lốp này. Con lốp này ghê gớm lắm này. Lông dài mà bị xích chưa? Vì cái tội này, chuyên đi cắn linh tinh này. Đấy. Xem cái đuôi này. Đấy. Chuyên đi cắn linh tinh con lốp này. Đây, con cái đen này. Cái đen đẹp chưa? Lông dài chưa? Đấy, nhìn mặt xinh cơ. Con cọc kia. Con cọc kia để hai lứa ấy. Nhiều lắm mọi người. Trong này nó tương đối nhiều ấy. Đấy, được cái bọn nó được thả ra chạy nhảy sướng này. Đấy. Đấy. Chạy chó hôm em cập nhật có thế đâu. Còn hai con cọc nhỡ tầm 7 cân. Hai con cọc bé tầm khoảng 4 cân. Đây, một đen. Một đen, một đỏ đều được hết nhá. Bốn con đều được hết nhá. Đấy. Được hết. À, con cái sắp xa lơ. Cái chắc sắp xa lơ này. Và một con vàng nữa. Một con vàng. Đấy, và một con vàng. Đấy. Con vàng đực. Chuyển mấy con đực. Chuyển mấy con đực. Hai con đều cục tịt nhé. Cục đây này. Hai con đều cục tịt hết này. Cái con nhỡ là cục tịt hết đấy mọi người ạ. Còn hai con bé, hai con cọc bé kia là quýt. Hai con cọc bé này là quýt này. Đây này. Hai con cọc bé này là quả quýt này. Đấy. Tai em đang xử lý nha, nó sắp sán rồi em. Sắp lên rồi em dán cho nó xử lý. Sắp xa lơ. Con cọc sắp xa lơ đúng không? Đây. Đây này, con vàng này ghê gớm lắm con vàng này này. Con vàng này con nào nó cũng cắn. Đấy. Vàng này được này. Con lốp này 9 tháng ấy. Chờ đến tầm 1 tuổi em mới cho bắt đầu cho phối. Con đen cái kia chuẩn bị xa lơ kìa. Con đen cái, con cọc cái kia chuẩn bị xa lơ này. Đấy, con cái này cũng xa lơ, sắp xa lơ này. Nói chung mấy con cái của nhà em đều sắp xa lơ hết. Đợt tới là xa lơ một loạt đấy. Đấy, cái chỗ này nó cũng khá là rộng mọi người ạ. Khá là rộng. Rộng chỗ này nó cũng khoảng được tầm 400 mét vuông. Đấy. Đấy, xử lý cái bên kia xong. Xử lý cái chuồng kia xong thì nhốt bọn nó vào đây xong là bọn em lại chuyển sang cái chuồng cũ này để sửa lại cái chuồng cũ bên này. Đấy, sửa lại cái chuồng cũ bên này là nhốt được khoảng mấy chục con chó thoải mái. Và hai trại, một trại gần trên nhà nữa, một trại ở đây nữa. Sẽ chia đôi ra. Và trên kia vẫn còn mấy chục con nữa. Sẽ chia đôi ra. Em chủ yếu cập nhật dưới này bởi vì chó dưới này em sẽ là chuyển xuống cái này một số con là một số chó chuyển đi chuyển về. Rồi khả năng video cũng khá là dài đấy. Người ngắm như này chắc là cũng là tương đối rồi đấy. Nên khả năng em xin phép là dừng video ở đây. Mỗi một vài hôm em sẽ cập nhật cái tình hình chạy chó của nhà em. Mọi người xem nhớ ủng hộ kênh cho em nhé.
và mọi người cứ cần những cái con chó nào ấy thì em sẽ tuyển cho mọi người nhé. Đấy. Và đợt tới một vài hôm nữa trời thời tiết nó sẽ ấm lên ấy, một vài hôm nữa thời tiết nó ấm lên thì em sẽ đi bản mọi người. Nên mọi người sẽ rất mong mọi người sẽ hóng tiếp những cái video tiếp của em. Đấy. Hôm rồi em lên bản cái tập 1 ấy thì em cũng bắt hộ được một anh ở dưới Hà Nam cái con cộc đấy. Đấy. Em lên bản làm video cho mọi người xem thôi. Đấy, mọi người cần con nào thì em vẫn sẽ bắt hộ những con chó đấy, sẽ bắt hộ mọi người. Đấy. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem và ủng hộ video của em. Rất mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của em. Ai chưa đăng ký cho em xin đưa đăng ký. Còn ai đăng ký rồi cho em xin một like, chia sẻ. Ok, em chào mọi người nhé.